Chúc các anh các chị ăn uống ngon miệng và lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc. Và kính thưa anh chị, anh em chúng tôi là những người đem lời ca tiếng hát đến phục vụ cho các anh các chị để bán từng cây kẹo. Mong anh chị ủng hộ cho anh em chúng tôi. Và bài hát đầu tiên tôi xin gửi đến cho anh chị bài hát rất là vui nhộn, bài gì để thằng bấm đĩa bấm rồi sẽ biết. Xin chào. Mày hát bài gì? Số 1. Số 1 là bài gì? Có một bài 1 hả? Con bướm xiên tiền. Vì sao bướm cứ bay theo tôi, bướm xin tôi tiền hoài. Con bướm duyên, con bướm xinh, con bướm chân dài. Tại vì tôi thấy con bướm hiền thì tôi cho thôi. Con bướm quen, con bướm đeo, con bướm xiên hoài. Tiền đâu có để cho bướm đeo, bướm theo xin tiền hoài. Tôi nói không, tôi không cho con bướm âu sầu. Rồi tự nhiên bướm bay bao bầu, rồi bay đi luôn. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Và bây giờ tôi muốn tiếp tục chương trình tiếng hát cùng bạn tôi. Xin quý vị cho tràng vỗ tay. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Các ông ca sĩ kẹo kéo. Cuộc tình đi qua trong mây, mang bao tiếc nuối trái tim. Đẹp trai hát hay như vậy mà đi bán kẹo kéo. Nhặt lại ổn thiệt ha. Rụng rơi. Ai? Cái ông mập mập già già sau lưng nè, ông không dễ thương mày, nhìn thấy cưng lắm luôn á. Vì người em yêu nói, thấy cưng thiệt. Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian. Ừ, chắc cưng. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nhiều cây anh. Dạ, 10.000. Lên 4 cây. 4 cây. Không phải 4 cây mà là lấy hết. Một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Cảm ơn chị. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Dạ, chờ em lấy tiền thối nha chị. Cho mình ê mày, hôm nay không dựng hát vui mày. Chắc là tao hát hay quá ha. Hay gì, bữa nay tao ăn tiếng với tao không ăn tiếng. Mày cất mày đi, nhờ tài nghệ của tao mời khách mà phải duyên dáng vậy đó. Sao không chạy đi ngừng qua? Sao mày hay ganh tị với tao vậy? Tao đang chạy mà tao ghét quá, tao phải dừng lại tao nói chuyện với mày. Ghét cái gì? Thì mày hay ganh tị với tao, tao ghét thôi. Không phải tao ganh tị, nhưng tao nói mày nghe nè, hoàn cảnh thôi ha. Mày cao ráo, mày đẹp trai, mày có giọng hát hay, cho nên mỗi lần cái gì mày cũng nói mày không à. Mày coi tao không ra gì hết. Tại tao ăn nhờ ở đậu mày, xe cũng của mày, nhà cũng của mày. Cái gì mày cũng nói mày không à. Sống với mày ghét thôi, tao nhục nhã lắm. Được thì sống, được chia tay mày ơi. Mày nói xong chưa? Thì tao nói vậy đó. Thích thì sống, không thích chia tay. Anh em, tình nghĩa thì sống, chứ còn coi rẻ nhau thì không được đâu. Tao nói thiệt mày, chia tay luôn ở đây cũng được. Không cần thiết phải về nhà.
Tao chịu đựng cái sự mà nhục nhã này lâu rồi. Mày chạy mình mày đi đi, tao đi bộ. Thả cái nón nè, khỏi lấy nón bảo hiểm mày luôn. Đeo. Mày đừng kêu tao nữa. Vậy tao nói cho mày biết, kể từ đây mày đừng gọi điện thoại mời tao hợp tác làm ăn nữa nha. Giờ này mày khóc cho quê tao à? Khóc tiếng trẻ em nữa chứ. Tao khóc nào mày? Chứ ai khóc? Ơi Beo, hình như có tiếng mít phía trong hay sao mày? Hướng này nè. Mày nghe rõ chưa? Chính xác là hướng đó. Tại sao giờ này có tiếng con nít khóc ở trong? Hay là con nhà ai đi lạc? Thôi kệ, mình đi về đi. Không được, trong hoàn cảnh này mày bỏ nó đây là nó chết liền. Thì kệ gia đình người ta. Không có kệ được. Mày vô mình đi. Mày nói gì kỳ vậy? Mày với tao là bạn, bạn thân, sống chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, và thậm chí tắm chung nữa. Ê, tắm chung không có nha. Mày quên rồi, những lúc hát về trời đổ mưa, hai thằng tắm tầm tã, có phải là tắm chung xe không? Cứu nó đi. Tao nuôi cho, mày khỏi nuôi. Tao chịu trách nhiệm. Thôi, tao chiều mày thêm lần nữa đó. Không có chiều. Mày giúp người chứ đâu phải mày giúp tao đâu. Mày đi sau tao đúng không? Mày cứ đi đi, cái chuyện đó của tao tính. Cứu người chứ đâu phải mày cứu tao đâu. Mày cứu đứa trẻ xây 7 kiến chùa là trong lúc này nè. Mày kéo rách áo tao. Cái chuyện rách, mày lo áo mày sao mày không lo tao? Định hướng coi nó khóc ở chỗ nào. Đó hình như đi thẳng luôn. Đúng là tiếng con nít rồi. Ê, sao? Tiếng nó thì tiếng khóc con nít đó. Nhưng mà nếu lại gần cái mặt người lớn thì sao ta? Thì mày vô mày xử luôn đi. Nó bậy này, mày đi trước đi. Ê, đừng. Có em bé sao mày? Đi từ từ. Em bé thiệt. Từ từ đi nhìn kỹ coi, vừa lại chụp rồi nó biến mất là tao chết liền á. Để tao ảnh nha. Ơi mày. Phải nó không? Dễ thương mày. Khoan. Nè. Đúng rồi. Dễ thương quá. Đưa tao. Trời ơi, như vậy mà đành đón bỏ nó được à? Nếu không có tao với mày thì phần số nó như thế nào? Mày thấy không? Cái này là ý trời đó. Được rồi, bà sẽ nuôi con. Vậy mày đem về mày nuôi đi. Thì tao nuôi. Mày lo cái thân mày chưa xong mà nuôi ai? Ê Hiếu, tao nói cho mày biết, tao có chết tao cũng nuôi nó. À, toàn nín bà tương te te. Tông tại to nín chân ta ba tiết bằng mà to tính con nín ồ ba tương tông nhìn lắm nha. Beo à, mày làm gì? Mày làm mày để cho nó nín tao ăn xíu coi. Thì mày ăn đi, nít mà nhiều khi thời tiết nóng nực nó cằn nhằn vậy thôi chút nó hết à. Mày lụm về bây giờ mày lo đi, tao đau đầu lắm. Thì tao lo chứ, nãy giờ mày ăn chứ mày lo hồi nào? Mày tỏ thái độ với tao vậy à? Mày không có tình người đó, mày đi luôn đi. Tao nói cho mày biết, mày muốn nó lớn lên, nó là một nhân tài, mày đừng có trở về mà nhờ vả nữa nghe. Ơi. Tôi bu ra, bu ra, làm gì? Bắt con, bớ bà con, bắt nó lại rồi tôi chặn cái xe lại, mày chặn nó lại đi, bắt con kìa. Gì vậy mèo? Nó bắt con đi rồi kìa. Nó nằm đây bắt cái gì? Đó. Từ khi có nó về thấy mày nằm mơ hoài. Mà tao nói thiệt nha, nhà đã nhỏ xíu rồi. Từ khi có nó tao nằm mày thấy tao nằm có nửa người à. Mày cằn nhằn hoài. Dù sao cũng lỡ rồi, không lẽ bây giờ bỏ nó đi đâu? Mà tao nói thiệt với mày á, mày hát á thì không lo hát, không có tập bài mới đi. Con bài hát hoài à. Tao biết giọng hát tao chắc không ngay bằng mày rồi. Mày chê tao hoài à. Vậy hả Toàn? Toàn ơi, chắc có đói bụng rồi đó. Kiếm gì cho nó ăn đi. Con nít mà ăn cái gì? Bởi vì mỗi lần nói đến nó là mày khó chịu. Nói thiệt với mày nha, để chờ coi sau này nó lớn lên á, hai thằng mình nó ngồi ở chỗ của nó đút nào ăn. Thôi khỏi luôn đi. Chờ xíu tao có cách.
từ ba yếu ba tựa tôi con thú nè nó từ tới tôi tìa nó từ tươi tìa từ nước gì vậy? Nước gạo. Có đường không? Có. À rồi vô ba đưa tao. Mày kỹ quá. Vô quốc ti toan. Ôi trời ơi, nó để ăn dễ uống ghê á, thấy chưa? Có gì đâu khó khăn. Mày vậy, mày làm được thì nãy làm đi. Mày được cái mồm không? Nhưng sau này mày coi tao có nghề nữa. Nghề gì? Nuôi trẻ. Hai cậu cứ tạm thời đưa nó về nuôi đi. Có chuyện gì á, chúng tôi sẽ liên lạc với hai cậu. Yên tâm mà về đi. Người tiếp theo. Nín gì con? Ba biết con không muốn, nhưng mà hoàn cảnh ba phải chấp nhận thôi. Hiểu cho ba nghe. Nín đi. Tao với mày á, mà đợi bà kia trả lời chắc Tết năm sau quá. Gì vậy? Tao không biết mày nghĩ làm sao. Sao tao thấy mày ác quá. Mày mới ác á. Tự nhiên mày đem về mày không nuôi, mày quăng qua tao. Mày trách tao cũng không đúng. Nuôi thì hai thằng đều nuôi chung chứ. Tại sao mày phải làm vậy? Mày nói nhỏ nhỏ đi. Tao ra bây giờ. Giái trời giái Phật cho nó vào được căn nhà này, thương yêu nó để sau này cuộc đời nó sung sướng. Nó vô được cái nhà này số nó còn sướng hơn tao với mày. Mà thôi, mày đừng có diễn sâu quá. Đi về dưỡng sức, tối đi làm. Đi. Tối nay mày làm đi. Thôi đi. Tao hát hết nổi rồi. Cái gì vậy? Có ai ra mày ơi? Sao không bỏ nó lên xe du lịch mà bỏ lên xe chở hàng là sao? Không ổn rồi, chặn lại. Bà con ơi, bắt chiếc xe đó lại giùm tôi. Nó bắt cóc con nít đó. Bà con, chặn chiếc xe đó lại. Bắt nó lại. Chặn chiếc xe đó lại. Bắt chiếc xe đó lại đi. Bắt cái xe chở hàng lại giùm tôi. Bắt nó. Ủa đâu rồi? Bắt cái xe nó lại. Tự buông ra là sao? Buông ra. Không chịu nổi được. Mày thấy chưa? Giờ này để thằng nhỏ nằm ngoài nắng làm sao nó chịu nổi? Mày là người đàn ông không có lương tâm. Bây giờ mày không nuôi nó. Tao nuôi. Mày đối xử với nó như vậy sao? Mày gọi y nó đi. Để tao tin. Sao mày không ngậm nó mà mày đi đâu vậy? Từ từ tính mày ơi. Đâu có gì nóng. Cái gì? Ôi trời 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 trời. Hả?
hàng, hàng, hàng. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Trời ơi, chưa nắng nóng gì mà ai để đứa nhóc vậy cơ kìa. Trời ơi, tội nghiệp chưa. Đại ca, hai mình đem về nhà nuôi trong vui nhà với cửa, đại ca nhờ. Đúng rồi đại ca, mang về nuôi đi đại ca. Nuôi hả? Dễ thương quá. Vui nhà vui cửa hả? Dạ, 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 dạ. Tụi bay khùng hả? Cái thân tụi bay nuôi còn chưa xong, tự nhiên đem về rồi làm vú em hả? Tao sẽ mang nó. Hả? Mang đi đâu đại ca? Đi bán. Thằng nhóc dễ thương vậy chắc cũng bộn tiền. Thằng nào ngu quá để đó làm chi? Cho anh em mình hưởng. Ai ngu? Mày ngu gì cơ? Thằng đó là con tao. Tao cấm tụi bay làm những chuyện đó. Thằng nào đem bán nó không yên với tao đâu. Tụi bay đặt thằng bé lại chỗ cũ. Nếu không tao báo công an, nó tụi bé bắt cóc đó. Nó con mày hả? Chính xác là con tao. Con mày sao mày để ngoài nắng? Tao mới tắm nó, tao đem phơi không được sao? Mày cười cái gì? Tao cười rồi sao? Bằng chứng đâu mà mày nói tụi tao là thằng ăn cắp hả? Cái tướng học sinh mà cái mặt phụ huynh. Tao cấm mày nói xúc phạm đến tao. Mày nói tao cái gì cũng được, mày không được quyền chê tao. Rồi sao? Thì tao hỏi một lần nữa, mày có trả thằng bé lại cho tao không? Đặt lại chú cũ. Không. Không hả? Không. Tôi nhịn hết nổi rồi. Thôi 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 thôi. Thôi cái gì? Mày là thằng hèn nhát. Tránh qua một bên đi. Tránh ra một bên. Sao mày qua bên đó? Ủa? Tao quên. Tụi mày trả lại cho tao không? Không. Mày chán sống rồi. Ngày mẹ sinh ra con trên cõi. Nín đi con, nín đi con. Ba biết rồi, ba biết rồi, ba biết mà. Ba không có bỏ con đâu. Hiểu à? Con thấy nó có duyên với mình đó. Thôi bây giờ vậy đi, tạm thời nuôi nó vài ngày đi. Nếu chính quyền có kêu mình đem lên giao lại cho người ta thì lúc đó tao với mày ẵm nó giao lại. Giờ vậy chứ biết sao giờ. Nín đi con, nín đi. Ba không bỏ con đâu. Dù bất cứ thế nào ba phải nuôi con. Trời ơi, trời ơi, mày có thấy gì không? Gì vậy? Sao nó giống tao dữ vậy? Chắc con mày quá. Lời ru đó chắc cánh đưa con vào đời, sống với bao la tình người, công ơn cha mẹ sinh thành con khắc ghi. Ngày mẹ sinh ra con trên cõi đời này, lời âu ước dù còn ấm áp bên nôi, tình yêu thương bao la chất chứa trong con theo tháng ngày, thầm bên con sáng soi cho con tiếng cười. Dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn, mẹ công lưng bôn ba với gánh lo âu, giọt mồ hôi cha rơi để giữ cho con vui đêm trời. Con sẽ mãi không quên những ngày khó khăn, lời mẹ ru ấm áp bên con từng ngày, tiếng hát ru con một đời, con ghi vào lòng không quên. Lời ru đó chắp cánh đưa con vào đời, sống với bao la tình người, công ơn cha mẹ sinh thành con khắc ghi.
ngày mẹ sinh ra con trên cõi đời này. Lời âu ước dù còn ấm áp bên nôi, tình yêu thương bao là chất chứa trong con theo tháng ngày, thầm bên con sáng soi cho con tiếng cười. Dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn, mẹ công lưng bôn ba với gánh lo âu, giọt mồ hôi cha rơi để giữ cho con vui đêm trời. Con sẽ mãi không quên những ngày khó khăn, lời mẹ ru ấm áp bên con từng ngày, tiếng hát ru con một đời, con ghi vào lòng không quên. Lời ru đó chắp cánh đưa con vào đời, sống với bao la tình người, công ơn cha mẹ sinh thành. Dù mẹ cha ra đi xa con muôn trùng, ngàn lời ru xưa như réo rắt bên tai, dù mai đây con đi đến những nơi xa nơi chân trời, lời ru xưa vẫn luôn bên con. Dù mai đây con đi đến những nơi xa nơi chân trời, lời ru xưa vẫn luôn bên con. Ôi, tập tình ơi, tập tình ơi, uống sữa nha. Tập tình ơi. Mày làm gì mày đứng đó cả tiếng vậy Bao? Làm gì? Làm đẹp thôi. Wow. Cái gì? Lạ lắm hả? Xanh mặt rồi, xanh mặt. Ồ, con tay thức rồi hả? Anh Nhài ngoan với ba Hiếu nha. Ba đi tìm mẹ cho con nghe. Cái gì? Mày không có người yêu nữa hả? Chứ mày nghĩ tao sao? Mày cũng lo tìm người đi, để cho nó có hai ba mẹ gì cho nó hạnh phúc. Nè Toan, ba đi nè, ở nhà ngoan nghe. Mày nhìn gì tao hoài vậy? Lạ lắm hả? Mày coi cái tóc mày kìa. Tóc tao sao? Thì lạ quá sao? Phải lạ thôi, tao làm không có đụng giống ai hết trơn á. Cho mày biết nha, kiểu tóc của tao đó, cái chỗ làm của tao, nghệ sĩ không có làm đâu. Tao đi à. Ở nhà coi chừng nó kỹ lưỡng nha mày. Tao nói cho biết á, mày mà để con mũi chích nó một cái á, là tao về tao chích mày đó nha. Chuyện của tao là tao lo mày. Con nào mà nó quen mày là tui lắm á. Con bướm xin tiền. Vì sao bướm cứ bay theo tôi, bướm xin tôi tiền hoài. Con bướm duyên, con bướm xinh, con bướm chân dài. Tại vì tôi thấy con bướm hiền thì tôi cho thôi. Con bướm quen, con bướm đeo, con bướm xin hoài. Tiền đâu có để cho bướm đeo, bướm theo xin tiền hoài. Tôi nói không, tôi hỏng cho con bướm âu sầu. Rồi tự nhiên bướm bay ba vòng rồi bay đi xa. Thấy bướm bay lẻ rơi mà tôi rất buồn lòng. Thấy bướm bay gần xa mà tôi thấy chạnh lòng. Mình chia tay nhé con bướm hiền, đành vậy thôi bướm ơi bướm à. Vì nhà anh có con bướm ba, mình bay đi luôn. Tự nhiên xe tắt máy, em đều hoài nó không lên. Để anh coi thử sao.
Wow, nhìn anh cũng có nghề quá ha. Anh là thợ đụng mà em. Thợ đụng là cái gì? Thợ đụng là đụng đâu sửa đó đó. Thiệt hả? Em nhìn anh không có giống hả? Nhìn anh em thấy quen quen. Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải. Em có nhìn lộn ai không? Anh hình như là anh gặp em lần đầu tiên á. À em nhớ rồi, anh bán kẹo kéo. À, bữa đó anh bán chung với một anh mập mập già già đúng không anh? Đúng. Bữa đó em còn muốn ủng hộ hết cho anh nữa. Mà em nói này nè, anh khá hay thật á. Cảm ơn em. À tới giờ em đi làm rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. À mà quên nữa, em có một shop quần áo nam. Bữa nào á anh có thời gian anh đến em sẽ tặng anh một cái áo. Coi như em cảm ơn anh hôm nay đã giúp cho em. Ok anh. Bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Ủa? Long đâu Bèo? Bèo! Cái gì? Long đâu rồi? Mày á, đi cả ngày trời, về làm như chủ tao vậy á. Hỏi này hỏi nọ. Tao không chủ đi, thì ai chủ nữa mày? Vì tám ẩm nó qua bển chơi rồi. Bèo ơi, lần sau á, mày đừng có nấu bếp củi nữa. Hôm sau mày ra, mày mua cái bếp ga làm tao cái. Tao với mày ở thì không có sao, mà bé Long ở nhiều khi nó hít. Tội nghiệp nó mày ơi. Cũng mày không à. Lúc đầu tôi kêu mày mua đi, nói thôi, xài củi được rồi. Giờ có bé Long, cái mày thương nó, mày sợ nó bị nhiễm phổi chứ gì. Trước đây tao với mày á thì không có sao, bây giờ đỡ hơn chút rồi. Mày làm ơn mày ra ngoài chợ mua bếp ga giùm tao cái, mày biết nè. Nhà mình bây giờ toàn đồ gỗ không á. Mày mà không mua bếp ga nhiều khi mày nấu vậy, nó phật lên nó cháy một cái chết luôn á nha. Ê, đừng có mở miệng nói bậy nha mày. Đang nấu cơm củi lửa, trù tầm bậy trùm bà. Vì nào cháy thì hay. Ôi, tao không nói với mày nữa. Ngày mai tao đi shop tao mua mày cái áo sơ mi trắng nè. Rảnh đi thử nha. Để nó đi. Mày bốc mùi lắm rồi đó, đi tắm đi. Nấu cơm cực khổ, không có một tiếng khen. Về trù tầm bậy tầm bạ. Lỡ cháy rồi lúc đó rồi, đừng có nói xong xuôi. Vừa ý lắm, cảm ơn mày nha. Mai mốt sinh nhật đừng có đòi quà tao nữa được rồi. Không cần nữa đâu mày. Ra đây nói nghe nè. Nghe cái gì? Ra đây. Mày nói đi, tao đang ngồi đầu mà cây mắt muốn chết luôn á. Lúc này tao thấy mày ngộ lắm nha. Kỳ lắm rồi đó. Kỳ gì? Đi shop hoài à, bán kẹo kéo. Chứ đâu phải đại gia đâu mà mua đồ cho cố vậy. Tao mua đồ về mặt dần mày ơi. Kẹo kéo phải sạch sẽ xíu với mày. Mai mày ra chợ mày đi mua cái bếp ga đi nha. Mày đi đi. Mai tao bận rồi. Thấy chưa, tao nói mà lúc này đó mày có cái cử chỉ là không phải như ngày xưa. Tao nghi lắm, có gì đó mà. Mày tào lao quá. Tao thiệt, nghi. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng còn lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ người ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu lần hai. Người đến với nắng mai dịu em, với gió ru từng đêm, với đóa hoa trước thềm. Làm thế giới của tôi đổi thay, những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây. Người gì mà ngoan quá trời, lại còn hay mỉm cười, làm lòng tôi rối bời. Xót xa lùi dần vào lãng quên,
chỉ để lại thiết tha. Rồi tôi đã tin, tôi đã yêu như mới yêu. Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa. Người mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi. Người là giấc mộng tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa. Nhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi, cho tôi tìm thấy người. Mình cứ thế nhé tay cầm tay, thế nhé vai kề vai trên con đường ngày mai. Này bạn lòng ơi biết chăng, dù còn bao khó khăn, kể từ khi có người, đã có một người nghe thấy tim tôi giữa cuộc đời. Đã có một người nghe thấy tim tôi giữa cuộc đời. Alo, tao nghe nè. Yêu ơi, xảy ra chuyện lớn rồi Yêu ơi. Bé Long. Bé Long sao? Bé Long. Mày nín đi, mày nói rõ ràng tao nghe coi. Tao sai rồi. Mày sai cái gì? Sai già rồi mày ơi. Bây giờ bé Long sao rồi? Bé Long có kẹt trong nhà. Long ơi, mày coi bé Long kiểu gì vậy? Tao ra chân củi nó coi qua xin gạo về trái đâu nào, đâu có ai đâu. Tao nói mày hôm qua mày đi mua bánh kè, sao mày không nghe tao? Mày giết tao luôn đi. Thôi, lỗi không phải tại ai hết. Mày lại chuyện cho tôi nó nhỏ đâu nữa, tôi vô tôi cứu. Trời trọng là. Long đã bỏ tao rồi, bây giờ mày cũng bỏ tao. Đưa đây, ra kìa, đưa đây. Yêu con ơi, Long ơi, Long ơi, tại sao mọi người giãn ra, giãn ra. Long ơi tha lỗi cho ba. Mọi người cứ bình tĩnh, để tôi coi. Long ơi, tha lỗi cho ba, con ơi, là con ơi. Nó không sao. Con tôi không sao. Đội ơn trời. Cảm ơn sư phụ cứu con tôi. Không phải, hiếu cứu mà. Đúng là kỳ tích xuất hiện. Chỉ có tình cha con mới làm được điều này thôi. Mặt mày nó lanh lại. Chắc chắn sau này nó sẽ là người tốt. Chắc chắn. Ta sẽ dạy giỏi cho con. Sư phụ dạy giỏi cho con tôi à. Cảm ơn sư phụ. Cô cho con 20.000 thịt xay. Cướp. Chặn đường tụi nó nhanh lên. Trời ơi, mấy con đất sao sát lớp mà gặp bán gặp gì đâu, xui ghê, khóa quá à. Ừ.
gì mày? Chú kêu mày nói trả chú lại cho người ta. Mới nhỏ mày tính làm anh hùng à? Thôi mày về đi, mà không tụi tao đưa mày đi cấp cứu nữa. Tôi nói lại một lần, mấy chú đừng có chết. Mày đang ở trong địa bàn của tụi tao đó. Để xem. Mày còn chối cãi nữa ha, để tao đem mày lên công an rồi ha, mày hết chối nha. Ba má mày đâu hả? Đây đây, tôi ba nó, còn đây má nó. Là gì thôi mà chị ơi, cứ gì chị từ từ nói, chị bình tĩnh lại nha chị. Bây giờ mấy người ha, đi ăn cướp mà có tổ chức, có kế hoạch luôn hả? Không có đâu. Không có. Hồi sáng tôi chứng bắt, tôi chứng kiến là nó giật cái vỏ rồi cho cô đó. Nó giỏi ghê, nó đánh gì đứa lưu lòng á, chứ không cô đừng hiểu lầm cho tội nghiệp nó. Đúng rồi, thằng này nè, hồi nãy nó đuổi, nó đánh mấy đứa kia, giật vỏ lại với chị còn la nó nữa. Ủa vậy hả? Ừ. Xin lỗi con nha, trời ơi mới bị lớn mà giỏi dữ vậy hả? Xin lỗi anh chị nha, tôi không có biết, tôi hiểu lầm. Để cô cho con tiền ăn bánh nha. Sư phụ có dạy là giúp được một người là bớt họa cho một người, với lại ba dạy là ăn bánh kẹo nhiều sẽ bị sâu răng. Trời ơi ngoan quá, nghe lời ba dạy nữa. Trời ơi, hồi nhỏ này biết con ai mà giỏi dễ sợ luôn nhỉ quý. Con tôi. Con anh hả? Đúng rồi, con tôi nó dạy võ như tôi vậy đó. Vậy anh đền giùm mấy này đi, hồi sáng giờ chưa buôn bán gì mà còn đổ bể gì nè. Trời ơi cực khổ quá, anh đền đi anh. Trời ơi, của tôi cũng vậy á, rau tôi á, nó làm hết dập hết trơn á, tội à. Thôi trễ giờ rồi, anh chị ở đây nha, em đi trước, cảm ơn con trai nha. Chị Nhi ơi, chị muốn đi học đi về, con trễ giờ học rồi về. Em cũng tới giờ mở cửa tiệm rồi, anh ở lại đi lo nha. Đi con. Giờ sao? Đền Nhi ơi, hôm nay chủ nhật đâu có học đâu Nhi. Trời ơi, chủ nhật tôi cũng bán mà, tôi buôn bán đây mà, đền giùm tôi đi. Đền giùm tôi, rau tôi hư trơn, trời rồi. Trời ơi, cực khổ quá. Ơi, Long ơi, mày hại chết ba rồi. Ăn cái gì mà rau muống hoài hả? Ăn đi con. Riết là nóng muốn chết luôn. Sao mày không ăn đi béo? Chiều ăn cháo, bữa nay ngán cơm à. Mày nhớ mẹ béo hả? Chứ, làm gì phải nhớ. Mà không biết mẹ béo đi công tác, chừng nào mới về béo? Bữa hay bữa nó về vợ. Về để dự đám cưới chứ. Đám cưới ai? Cưới thằng bạn. Bạn nào? Bạn ca sĩ. Sĩ nào? Hồ Quang Hiếu á, mày biết không? Ừ, tao không biết. Đúng rồi, bán kẹo kéo rồi sao quen với showbiz nổi. Hai cha con mày làm cái gì vậy? Mày hỏi làm chi? Nhiều chuyện. Muốn gì thì nói đi. Tao quất luôn nghe. Quất đi. Tao hỏi mày nè. Hỏi gì? Mày tính chừng nào cho bé Long kêu bé Nhi là mẹ đây? Long giờ nó không có mẹ béo là mẹ rồi. Nhưng mà không muốn có thêm mẹ Nhi nữa. Thấy chưa? Cái đó là nó muốn. Sao mày kỳ quá vậy? 10 năm rồi. Bộ ngắn lắm hả? Nó dài đằng đẵng. Mày biết không? Thời gian qua thì tuổi thanh xuân người ta cũng qua. Mà con Nhi nó đẹp chứ đâu phải nó xấu đâu. Mày không lấy, mày coi chừng hối hận đó. Ba ba nói đúng đó, con nhìn thấy mấy ông đàn ông cứ dè dãn bên chị Nhi hoài. Mày thấy không? Nó nhỏ mà nó còn nhận thức được. Rốt cuộc bây giờ hai cha con muốn gì? Cầu hôn. Tặng em. Cảm ơn anh. Mình quen nhau bao lâu rồi em? 10 năm. Kể từ ngày hôm nay, anh muốn kết thúc tất cả mối quan hệ ở đây. Kết thúc mối tình 10 năm giữa anh với em.
Anh Hiếu, anh Hiếu. Trời ơi, mày bị teo não rồi. Mày nói cái gì vậy? Cái bài tôi chỉ biết đâu. Người ta thường nói hôn nhân là nắm mồ chôn tình yêu. Vậy nên em hãy chôn chung với anh nè. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em không thể lấy anh được. Em xin lỗi. Nhi, anh đợi em được mà. 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là 40 năm, anh sẽ đợi em. Đợi khi nào em lấy anh thì thôi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không thể nào lấy anh được. Em xin lỗi anh. Ngược chiều với những lời yêu xưa ấy, giờ lệ hoen đôi mắt cay. Hiếu, chạy theo đi Hiếu. Cái gì cũng phải nói rõ ràng chứ. Xong rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ Béo và ba Béo sống chung với con thôi. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau sẽ mãi không phai. Ngược chiều với những lời yêu xưa ấy, giờ lệ hoen đôi mắt cay. Đôi bàn tay anh cố giữ chặt, nhưng sao em mãi đổi thay. Đường em nay bước bên anh xa mãi, và như đôi ta đã sai. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau sẽ mãi không phai. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau không bây giờ tôi hỏi ông lần cuối nè, mệt quá, ông có tránh lợi cho đại ca tôi không? Nè, hợp tác làm ăn, tôi đâu có mượn nợ mấy ông đâu, mà mấy ông đi đòi giống như giang hồ vậy. Hợp tác làm ăn là cái con mẹ gì tôi không biết, nhưng mà tôi nói cho ông biết, lỗ là ông phải trả, hiểu không? Anh Mèo à, anh làm ơn đi, cho tôi thời gian đi. Tôi hứa là tôi sẽ trả anh mà. Tôi cho ông thời gian quá nhiều rồi, ông hiểu không? Nếu như ông không trả, tôi sẽ lấy cái khác của ông. Ông định lấy cái gì của tôi? Trong nhà của ông có cái gì đáng giá khác ngoài với lại mình cũng đã giao kèo với nhau rồi mà. Tôi có giao kèo gì với ông đâu. Lúc đó mấy ông rủ tôi đi nhậu, cầm tay tôi bắt tôi ký. Tôi có giao kèo gì mấy ông đâu. Ông già một lẩm cẩm rồi, tôi nhắc cho ông nhớ. Ba, con gái, chạy đi con. Chạy đi con, chạy đi. Khoan đã. Cái gì? Tự nhiên người đó là mẹ Nhi kìa. Thôi Nhi thiệt mày, bình tĩnh, đừng manh động. Bây giờ mày với Long âm thầm theo dõi bọn nó. Bây giờ mày qua nhà Nhi, hỏi ba Nhi coi tình hình thế nào. Tao với Long chạy theo. Đúng rồi, nè, khoan. Sao? Mày làm gì tao không hiểu vậy? Mày khùng quá, mày với Long đi theo nó, tao về nhà. Lẹ lên đi, không kịp. Đừng có nạn. Bỏ đâu?
cái mỏ là bớt la lại nha. Cái chỗ này là để cho tôi hung, hiểu không? Nha. Đại ca, giờ tính nhỏ này sao? Thằng thấy ngon quá đại ca. Thì mày cứ tính đi, mày còn hỏi tao cái gì nữa. Mình xử xong mình bán ra đây ca. Người ta làm như là bó rau hay miếng thịt để đem đi bán. Không mày? Chứ không lẽ giống như mấy đứa kia, đem về nuôi tốn cơm. Cái lô hàng ghi sắp xuất xưởng rồi, đem con nhỏ này về cho đại ca. Thì lúc đó tao lên chức tụi mày lớn đứa. Mà công nhận. Ê, lấy cái tay ra. Lấy cái tay ra. Mày thiếu gì chỗ bóp, đi bóp chỗ này, thấy không? Mà công nhận nhìn hực quá. Alo, tao nghe nè. Ba của Di, mặt mày máu không hả? Chắc là mới nãy bị cái tụi kia đánh rồi. Bây giờ mày gọi cấp cứu cho ông đi. Sao mày? 113 phải không? 115. Tao biết rồi, tao biết rồi. Còn mày đó, chạy xe, chạy cẩn thận thôi, đừng chạy một tay, công an bắt mày đó nghe. Mày bị khùng quá, giờ này mày còn giỡn nữa hả? Ba ơi, tại sao Nhi bị bắt cóc vậy? Con có muốn cơm mẹ Nhi bằng mẹ không? Dạ muốn. Con là món quà đặc biệt của ba. Vì con, ba sẽ làm tất cả. Cầu thang nguy hiểm quá. Ba yên tâm đi, con không sao đâu. Nhưng mà nếu mà con leo ở trong á, có ai thấy là con chạy trốn liền hay chưa? Con đánh không lại ta nhưng con chạy là số 1. Con cẩn thận. Ba tin con. Thôi con đi nha ba. Thả tôi ra. Biết người đưa tôi đi đâu vậy? Alo đại ca. Dạ 10 giờ tối nay. Dạ địa điểm cũ. Dạ đại ca, em có món quà này muốn tặng được. Alo. Mày tưởng mày làm đại ca ngon lắm hả? Mày không ăn thì thằng mèo ăn. Hả? Cái gì mày? Mày làm nó giật mình quá vậy? Sao mới giật mình nè? Ba gì đâu? Ổng sao rồi? Sao mày nói được vậy? Mày tự vẽ lắm mà. Tao đâu có thời gian về điện thoại dở vô cấp cứu nữa mà chạy nó đây. Làm con coi đâu rồi, nó mới xin tao vô trong thăm dò rồi. Trời ơi, sao mày để con đi một mình đi tao vậy? Nó xin tao rồi, nó kêu an toàn tao cho vô thôi. An toàn con nghĩ nó là con nến tôi thấy chỗ nào vô là nó vô thôi. Còn mày, nó giao trứng cho ác mà, mày muốn bỏ nó cho nó chết. Mày nói to quá rồi. Tao nói to cho nó mở cửa để tao vô. Ở trong nó nghe tao mày chết luôn á. Trời ơi con ơi, Long ơi, tại sao con có một người cha vô dương tâm độc ác như thế, muốn đẩy con vợ chỗ chết? Con mày phải con tao hả? Con mày hồi nào luôn tao lụng lần kia nè. Tao nhìn cái tánh mày là tao biết mày không muốn giận nó rồi. Mày lo cho nó, tao không lo cho nó vậy. Con khỉ, tại nó lớn rồi mày thấy nhẹ. Nó không có gì con cả. Ai quay ba ơi, con nè, con đâu có sao đâu. Con, trời ơi, mày lo cho con quá, nếu con coi chuyện gì mà sao không nổi đâu. Thôi được rồi bé ơi, giờ này mày còn than nữa. Hết rồi đó, tao gặp nó là tao hết than. Sao rồi con? Dạ, chẳng nhiều cô bị bắt lắm. Rồi con có thấy gì Nhi không? Dạ sao quá, con không nhìn thấy. Ở trong gái đông quá ha. Cái này chắc nó bắt nó bán qua nước ngoài quá. Mà sao ba Nhi tiếp xúc với dạng người như vậy nữa? Mày vô bệnh viện hỏi ổng đi. Tao không nói chuyện mày nữa. Tính cách nào đi, nói hoài ai nói không được. Bây giờ sao? Tiền còn gì nữa? Bây giờ sao cứu được? Tìm cách nào cứu liền đi. Ba, đừng có nói nữa. Ba đi theo con đi. Không con được. Dẫn đường ba đi. Không được. Con ở đây với ba. Con không vô sầu huyệt của người ta được. Có chuyện gì làm sao ba sống được? Ba con ngoài này cũng chết, cùng chết, sống cùng sống nghe. Nghe con. Mày đâu rồi? Bên này nè. Trời ơi. Đi đi.
cứu người gì mà từ 5 giờ sáng tới 6 giờ chiều chưa cứu được. Cái khăn của con tôi, cái khăn của con tôi. Con ơi. Trời ơi, mày làm ơn mày đừng hút thuốc với mặt tao nữa không? Trong đây là kho hàng, nguy hiểm lắm hiểu không? Cứu tôi với! Em bớt làm anh được không? Anh chưa làm gì em luôn á. Nãy giờ mà ăn chưa làm gì luôn, làm giống như là anh hiếp dâm em vậy đó. Ha, im lặng. Vậy thì ông thả tôi ra đi. Em bị khùng không? Anh chưa làm gì em hết sao thả em ra được? Hả? Để tôi ăn yên được không? Bèo vô dụng và ăn con miên. Tháng có đánh lương không mày? À, xin lỗi, tao tới trễ, để tao. Tao nóng rồi à nha. Mày đánh đủ chưa? Con thằng nào nữa đồng đánh? Nhi đâu? Nhi đâu con? Đâu biết đâu. Trời, đi đi mà, tới giờ này mà không phát hiện Nhi, đúng là ăn hại. Mày chỉ biết hát thôi chứ mày không làm gì ăn hết á. Trời ơi, tài không, không có một thanh sắt mà vô sào huyệt của mafia. Thả tôi ra. Gì? Anh Hiếu. Tao bắt được 10 con ghệ. Đám tụi mày thả hết thì con nhỏ này mới chịu trách nhiệm. Khoan, mày là cái thái gì mới kêu tao khoan? Tao là bạn trai của Nhi. Ba nó tao còn đánh nữa không chứ là mày. Nhi, anh đến cứu em nhưng không ngờ bị bắt luôn. Bèo, tao kêu mày chạy trốn sao mày không chạy? Tao chạy không kịp mới bị bắt đó. Bây giờ dính chùm cả lũ luôn. Tụi mày nhiều chuyện quá. Hai đứa bay đi được rồi, dắt tay thằng con nít này làm cái gì? Nó là con của tao, nó phải theo tao. Con nít quỷ thì có, hồi nãy nó quấn em gần chết rồi nè. Có một đứa con nít mà tụi mày giải quyết còn xong nữa là sao? Thế vậy chứ, võ công nó cao cường lắm đại ca. Cao cường cái gì? Từng đứa lên bắt từng đứa cho tao. Đi, khoan đã. Ông muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm hại đứa con trai của tôi. Trời hả? Chạy đi anh Hiếu. Dừng lại. Mình không được hại mấy người này. Nếu mình muốn giết, mày giết tao đi. Đừng mà. Hiếu, nghe tao nói. Tất cả hai bảo bọc bên nhau, sống hạnh phúc bên nhau. Nhớ giọt ngó vợ béo tao dục nha. Giả biệt tụi bay. Mà tao đâu có ngu, mày đâu có giá trị lợi dụng, con này mới được nè. Đừng vậy mà. Bốn đứa bay, mỗi đứa một viên, con nhỏ này ăn trước nha. Chạy đi. Chạy. Vô đây đi, vô đây, đứng làm sao?
con hay lắm, con trai hay lắm. Thấy không? Trời ơi, con nhỏ này vô cứu rồi, nó bỏ tôi luôn. Lên đây lâu. Tụi bay làm gì ở đây vậy? Hả? Đại ca. Đại ca. Đại ca. Con để tới đây nó quậy đó đại ca. Bây giờ. Đồ vô dụng. Sao lúc nào mày cũng tự tung tự tác hết vậy? Hả? Đâu có đại ca. Em định tặng quà đặc biệt cho đại ca. Nó đây đây. Con nhỏ này nè. Em định tặng cho đại ca để đại ca vui mà. Tao không cần. Tao biểu mày đi đòi tiền chứ không phải kêu mày đi bắt cóc. Tụi nó vào đây thả gạt của tao ra hết. Hàng đâu tao giao dịch? Mày nói đi. Vậy giờ sao anh? Từ trước đến giờ tao sống có hai quy luật. Thứ nhất, đứa nào nhìn thấy mặt của tao thì sẽ chết. Chết chắc. Tụi mày chết chắc. Thứ hai. Thứ hai. Hôm nay là thứ hai nha. Đứa nào làm sai kế hoạch của tao, sai kế hoạch, chết luôn, thì cũng sẽ chết. Ô, ô đại ca, đại ca, em đâu có làm gì đâu đại ca. Em sống với anh, em định tặng quà cho anh mà đại ca. Đại ca. Xong của tao, tụi mày phải chết. Ông muốn giết thì ông giết tôi nè, đừng làm hại đến gia đình tôi. Mày bản lĩnh lắm nhóc, tao sẽ cho mày chết trước. Đừng mà. Mày trả lời cho tao biết, thằng này là trẻ một con có đúng không? Hiện tại thì nó đang có hai người cha và một người mẹ. Không phải, mà là hai người cha
và hai người mẹ. Tao không cần biết. Tao chỉ cần biết nó có phải là trẻ một con hay không. Phải. 10 năm trước tôi đã làm nó tại nghĩa trang. Quy luật là quy luật, nhưng mà người tạo ra quy luật thì có thể làm trái lại quy luật. Chuyện hôm nay đến đây là đủ rồi. Tất cả về thôi. Lần đầu tiên tao mới thấy người bị bắn chết trước mặt tao. Tao nghe nói là ông là rửa tay gác kiếm, không có làm sao đen nữa. Bây giờ đã nước ngoài sống luôn rồi. Còn em á, thì tới bây giờ em vẫn chưa hiểu là tại sao ông lại tha tụi mình nữa chứ. Mà điều quan trọng nha, ông xóa sạch nợ của ba em và còn nhờ ba em gửi lời cảm ơn đến tụi mình nữa chứ. Có gì đâu, ông sợ công an bắt hết nguyên một lũ vô chổng sao. Mày bớt nghĩ quan trọng lại đi. Hay quá, chuyện đó bà cũng rành quá. Bà giỏi lắm, mở miệng ra cái gì cũng hay hay. Lúc xảy ra chuyện lúc đó, sanh tử như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc đó bà trốn ở đâu? Thì em đang ngủ. Mở miệng ra ăn rồi ngủ. Ăn ngủ riết nhìn cái thân đi, 126kg rồi. Nhìn riết rồi, không phải bà như ngày xưa nữa. Bây giờ nhìn như là cái gì trong phim nè. Cái gì? Thì nói vậy mình hiểu đi. Cái gì là cái gì? Cái gì thì bà hiểu, tôi nói ra thì kỳ nhưng mà cái dạng đó tôi thích. Khoai cái tướng đó, tôi thích cái hình ảnh mà đó. Được. Vậy tôi phải cái dạng nặng ký. Ông thích tôi là chịu. Được. Ừ. Mà tao không hiểu tại sao ông cứ hỏi tao thằng Long phải trẻ mồ côi hay không. Mày khờ quá. Ông hỏi là có cái ý của ông. Vì ông nhìn thằng Long không biết. Thằng Long có vỏ nè, mà nó còn nhỏ nữa. Thông minh, lanh lẹ. Cho nên ông nhận thằng Long là con nuôi để sau này ông đào tạo nó làm cái chuyện gì đó. Nhưng mà ông đừng có hòng, nếu mà ông muốn nhận thằng Long là con nuôi, ông phải bước qua xác của tao. Mày biết tao nóng mà, tại tao nhát thôi. Mày chỉ được cái miệng không à. Mày bỏ đi thôi ơi, bỏ ha. Không khí đó đừng có nhắc tới nữa nha. Bây giờ bữa nay vui vui đàng hoàng, tao nói cho mày biết. Lo chuyện của mày đi nha. Không được. Chuyện tao chuyện gì đâu. Trời ơi, còn hỏi nữa hả? Chuyện mày bao nhiêu tính sao? Để vậy hoài sao? Tính đi. Thấy chưa? Thấy không? Mày nhiều chuyện quá. Tao nhiều chuyện. Được. Nếu tao nhiều chuyện lỡ rồi, tao nhiều chuyện luôn. Đến đây tao nói nhỏ này cho nghe. Ý tao là gì nè. Tao muốn bé Long á, nó có hai người mẹ. Lúc đó gia đình mới hạnh phúc. Khỏe đi. Lẹ đi, đói. Sao em không nói chuyện gia đình của em cho anh nghe vậy? Bởi vì em biết anh sẽ không vì chuyện gia đình em mắc nợ mà bỏ rơi em. Cho nên em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Em khờ quá.
mọi chuyện giờ cũng qua rồi. Em và ba bây giờ cuộc sống cũng rất là tốt. Nhi à, ở đây bây giờ nến cũng không có, không có hoa, mà nhẫn anh cũng không có nữa. Em có đồng ý chôn chung với anh không? Cái gì? Chôn chung là cái gì? Là sống chung một nhà. Rồi, vậy là ý ba Hiếu con muốn lấy mẹ Nhi làm vợ. Vậy con kêu mẹ Nhi đồng ý đi. Mẹ đồng ý. Đó. Thôi bà ơi, bà toàn chỉ biết đứa nhỏ tình bậy tình bạ không à? Tình bậy gì? Vợ tôi nói chính xác. Bây giờ thằng Long nó đã có hai nhiều người mẹ. Nhiều lúc ta cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi, cho tôi tìm thấy người. Mình cứ thế nhé tay cầm tay, thế nhé vai kề vai, trên con đường ngày mai. Này bạn Long ơi biết chăng, dù còn bao khó khăn, kể từ khi có người, đã có một người nghe thấy tiếng tôi giữa cuộc đời. Đã có một người nghe thấy tiếng tôi giữa cuộc đời.